Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Phương Ngọt. Thì tiếp tục về series trốn tìm, thì có rất nhiều bạn yêu cầu mấy em chúng tôi thực hiện thử thách trốn tìm ở trên mặt nước. Đó, thì ngày hôm nay sẽ có 4 người chơi nhá, Phương Hữu Côn, Phương Hữu Phòng, Tứ Tư Tề và em Tâm. Thì thử thách trốn tìm trên mặt nước là luật chơi là mọi người phải trốn tìm chỉ ở trên mặt nước thôi. Đấy, không được ngập sâu dưới nước nhé các bạn nhá. Nếu mà ngập sâu dưới nước thì rất là khó tìm. Và map chơi vẫn là quanh làng tôi. Và tôi sẽ có thời gian là 30 phút để đi tìm. Và giải thưởng dành cho người chiến thắng sẽ là 1 triệu đồng. Các bạn ơi, cứ trốn tìm ở đâu mà tôi không nhất thì chả nhì các bạn ơi. Thì hôm nay lại là trốn tìm trên mặt nước á. Thì hy vọng là tôi vẫn nhất hoặc nhì nhé các bạn nhé. Chứ không thể nào mà bị bắt đầu tiên được các bạn ạ. Anh Ngọt ấy, trốn tìm trên mặt nước này thì tôi thì vua nước rồi các bạn ạ. Kèo này tôi ăn chặt. Trốn tìm trên mặt nước ấy, các bạn biết tôi là lăng ba bi bộ chạy mặt nước thật chứ. Hôm nay á, băng Ngọt đến đâu tôi chạy phút mốt, băng Ngọt không bao giờ tìm thấy. Các bạn ơi, mấy em trong team này chỉ vào để lót đường cho tôi nhé. Giải thưởng hôm nay tôi sẽ ăn hết. Mọi người hiểu rõ là chơi chưa? Ok, bây giờ mọi người sẽ có 10 phút để đi trốn, bắt đầu. Thì trước khi vào video, tôi xin được giới thiệu với các bạn một app chơi game và có thể kiếm tiền được. App này có tên là Kawin. App này hỗ trợ cho điện thoại iOS cũng như Android. Và app này có rất nhiều loại game hay như là game hot, game bài, bắn cá, lổ hũ. Vì đây là một app mới lên có rất nhiều chương trình khuyến mại, thì chúng ta hãy liên kết với số điện thoại để nhận 6.868 đồng. Kawin đã ra mắt phiên bản mới nhằm mục đích là tối ưu hóa trải nghiệm cho khách hàng. Sau khi đăng nhập thì chúng ta hãy nhấn OK để cập nhật nhé các bạn nhé. Để có thể chơi và kiếm tiền được thì chúng ta hãy tiến hành nạp tiền. App này hỗ trợ rất nhiều hình thức nạp tiền như là qua thẻ cào, MomoPay, nạp tiền nhanh. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi và cách kiếm tiền. Thì chúng ta hãy chọn một loại game mà chúng ta yêu thích. Như tôi là tôi sẽ chọn trò bắn cá. Thì cách chơi của game bắn cá này cũng rất là đơn giản. Thì chúng ta chỉ cần săn được nhiều cá là tiền sẽ cộng vào tài khoản chúng ta. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách rút tiền nhé. Thẻ rút được tiền thì chúng ta hãy tiến hành liên kết với số tài khoản ngân hàng, nhập số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng và nhấn liên kết. Sau khi liên kết thành công thì chúng ta chỉ cần nhập số tiền cần rút và nhấn rút tiền. Như vậy tiền sẽ cộng vào tài khoản của chúng ta. Đây là một cái app chơi có rất nhiều loại game hay và chúng ta có thể kiếm tiền được. Và chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng app Kawin. Các bạn ơi, trốn tìm trên mặt nước thì tôi đã chọn là xóm 1 các bạn ơi. Thì ở đây có cái thuyền này. Bây giờ tôi sẽ trèo lên, tôi bơi đi ra kia chỗ bụi rậm tôi trốn nhá các bạn nhá. Thì hôm nay thử thách trốn tìm trên mặt nước của băng Ngọt thật. Tôi đi vòng quanh làng các bạn ạ. Tôi ngắm ở cuối làng tôi có một cái cầu. Tôi sẽ ngồi ở đây các bạn nhé. Nếu mà băng Ngọt thật chứ, băng Ngọt này có 30 phút đi tìm thì thật chứ. Đi đến đây chẳng hết thời gian các bạn ạ. Kẻ này tôi ăn chăm. Các bạn này, tôi đã tìm thấy một vị trí rất chi là thích hợp ở trên xóm bà nhá. Đây, giờ tôi sẽ chui xuống cái ao đấy tôi trốn, đố anh Ngọt tìm thấy tôi luôn nhá. Anh Ngọt hôm nay để thử thách anh em trốn tìm trên mặt nước các bạn ạ. Thì địa điểm trốn thì tôi chọn là xóm 2, xóm của tôi nhá các bạn nhá. Thì tôi đi tìm từ nãy rồi, không có địa điểm nào thích hợp. Bởi vì là trên mặt nước chứ không phải dưới mặt nước các bạn. Dưới mặt nước thì kèo này tôi ăn chặt luôn. Nhưng mà trên mặt nước thì tôi tìm thấy được mỗi chỗ này các bạn ạ. Đây này, đấy các bạn ơi. Thì cái chỗ này thì tôi sẽ lầm lên những cái chỗ như này nhé các bạn ơi. Rồi hôm nay may mắn cho tôi quá bởi vì người ta máy nước ấy. Nào kèo này tôi ăn chặt thì ngon đi. Và các bạn như vậy là thời gian 10 phút cho mọi người đi trốn đã hết. Bây giờ tôi sẽ có 30 phút để đi tìm các bạn nhá. Thì ngày hôm nay chỉ có 4 người chơi thôi. Và mỗi người sẽ chia nhau ra một xóm. Và cái thử thách trốn tìm ở trên mặt nước thì ngày hôm nay thì thật sự cũng là một cái thử thách cũng khá là khó các bạn. Đấy, theo sự tính toán của tôi thì ngày hôm nay 30 phút chắc chắn là tôi sẽ bắt được hết tất cả mọi người các bạn ạ. Bởi vì là trên mặt nước thì làm gì có chỗ nào trốn. Trốn cũng rất là khó. Đã rất là lâu rồi tôi chưa chiến thắng clip trốn tìm lần nào các bạn ạ. Khả năng tôi bị mọi người xóa ngôi rồi. Nhưng mà hôm nay tôi phải thật sự cố gắng mới được các bạn ạ. Thì đầu tiên là tôi tìm ở khu vực xóm 1 này các bạn nhá. Thì ngày hôm nay thì chỉ tập trung vào tìm dưới ao thôi. Dưới nước và dưới giếng các bạn ạ. Đấy, mấy cái ao ở đây thì nó rất là thoáng rồi. Thì tôi nghĩ chắc chả có ông nào trốn đâu. Đó, cả hai ao này các bạn nhá. Rất là thoáng, rất là vắng. Thế này thì không ông nào trốn được. Thế thì hôm nay là mọi người, tôi nghĩ là mọi người sẽ trốn ở những cái bụi rậm sát gần ao ấy. Hoặc là đứng trên một cái bậc thềm nào đó, hoặc bậc khe nào đó. Các bạn thấy tôi làm tọa ở đây thế nào? Được không? Ý tưởng của anh Ngọt hay đấy các bạn ơi. Tôi kèo này tôi nghĩ là kèo này tôi thắng chắc rồi. Bọn kia thì làm gì có tìm được chỗ là hợp lý các bạn ơi. Các bạn tiếp tục là ở cái khu vực này các bạn nhá. Thì là khu vực này thì nó đường nó đi ra cánh đồng các bạn ạ. Đó, đường đi ra cánh đồng thì cây cối nó cũng có rất là nhiều. Và tôi nghĩ là mọi người sẽ có khả năng là trốn ở dưới những cái ngòi các bạn. Ở đây thì cũng có rất nhiều cái cây cầu khỉ nó bước sang ruộng các bạn. Đấy thì mọi người sẽ ngồi ở cái cây cầu đấy thì trốn cũng rất là dễ nhá. Ở đây cái bụi rậm nhưng mà không có chỗ nào trốn rồi. Thì thử thách ngày hôm nay là trốn tìm ở trên mặt nước thì là
người không được ngập gì nước. Đấy, chỉ có một bộ phận cơ thể chạm nước thôi, ví dụ như là chân. Đấy, cũng rất là khó cho người đi trốn, nhưng mà không sao, bởi vì càng khó mới là càng mới thử thách nó mới hay, đúng không các bạn? Ở đây thì không có, rất là vị trí cũng rất là đẹp các bạn nhá. Đấy, kiểu như là bụi rậm như này, ông nào trốn thì cũng rất là hay, nhưng mà bụi này thoáng quá. Anh Côn cứ bảo là anh ấy mạnh nhất tem, nhưng thật ra anh ấy đần lắm, có biết cái gì đâu. Tôi mới là người mạnh nhất tem này. Hôm nay tôi sẽ ăn chặt nhá. Thì các bạn ạ, ngày hôm nay sẽ có 4 người chơi các bạn nhá. Có Côn, Phòng và Tớ Đức Tài cũng như là em Tâm. Thì Vinh Tiền Nẻ thì bây giờ chán làm YouTube rồi các bạn, khả năng sẽ đi làm công ty nhá. Đó, thì khu vực này cây cối thì cũng rất là rậm rạp, nhưng mà không có ông nào trốn các bạn. Đấy, thì là luật chơi là chỉ được cách trốn cách bờ 5m thôi. Đó, chứ không được trốn xa. Bây giờ trốn xa các bạn bảo ngồi sang tận bờ bên kia thì làm sao mà trốn được. Thì đây thì không có người trốn rồi. À, tôi sẽ lại tiếp tục di chuyển nhá. Nếu mà nói phân tích về tới thì các bạn ạ, thật tới lợn to như con trâu hôm nay chắc chỉ trốn ở rìa ao thôi các bạn ơi. Mà thằng này nó khổ lỗi như to thế mà đéo biết bơi các bạn ạ. Thật chứ chẳng may mà nó ngã xuống ao cái chắc cứ bốn anh em tôi vớt nó lên khổ thật. Tiếp tục ở đây có một cái ao rất là to, ao bèo. Ví dụ như tôi mà trốn thì tôi sẽ vứt một cái thuyền ra giữa đây. Đấy, rồi sau đó dùng bèo chùm lên và nằm xuống thì tôi nghĩ là kèo này ăn chặt. Nhưng mà đây thì không có đâu, tôi còn nói cứ nói phét thế nhưng mà làm gì có dụng cụ đâu. Đấy, thì đây thì tôi nghĩ chắc là chả có ai trốn nữa. Ô, các bạn ơi, ở dưới ruộng đây này tôi hình như là có ông nào lằm ấy. Ui, tôi tưởng có ông nào lằm tôi ra tôi xích nhưng mà không có lại. Cái tem này đúng là cái tem bất ổn các bạn ạ. Hiếu vừa đi làm công ty xong thì hôm nay thằng Vinh nó lại dở trứng. Dở trứng thì tôi nó nghỉ thì nó đi làm công ty để chúc em Vinh may mắn thôi. Thì Hiếu lại về quay các bạn ạ. Các bạn, thời tiết ở chỗ tôi thì lúc nắng lúc râm các bạn, khó chịu thật. Cái lúc phải mặc áo lặng trông nắng vào lúc thì lại cởi ra nóng lắm. Đó, thì tiếp tục là đây có một cái con đường vào cái khu vực ở gần nhà hoang nhá các bạn nhá. Thì đây cũng là một địa điểm mà rất là thích hợp để cho mọi người trốn này. Ở rìa đây thì cũng có nước này. Đấy, cây cối thì cũng rất là tùm. Trốn tìm ở trên mặt nước thì có nghĩa là người chơi sẽ phải đứng ở trên cái mặt nước và không được bộ phận nào đó cơ thể không được chìm sâu quá dưới nước. Đấy, thì như thế thì mới là trốn tìm trên mặt nước. Chứ bây giờ các bạn bảo nếu mà trốn tìm trên mặt nước mà nhảy cả người xuống thì làm sao mà bắt được. À, đến cái chỗ này thì cũng rất là nhiều cây cối, nhưng mà tôi nghĩ là cái đoạn này thì rất là quen thuộc rồi thì sẽ không có ai trốn đâu. Đây, đây thì không có ông nào trốn rồi. Nhìn cũng rất có vẻ là tùm đẹp. Đây, ví dụ như cái chỗ này có thể là ngồi chỗ này là trốn là cũng đúng quy định nha bạn nhá. Nhưng mà đây thì không có. Rồi các bạn ơi, tôi đánh giá thằng Phòng cao nhất rồi. Nhưng mà nó cao nhất trừ khi tôi không có ở trong clip thôi các bạn ạ. Thì hôm nay nhá, tôi vẫn gáy nhá các bạn nhá. Thằng nào bị bắt đầu tiên là thằng ấy ngu đần dốt không biết gì. Cả tiếp tục vào đến khu vực này các bạn nhá. Thì khu vực này là khu vực nhà tôi các bạn. Nhà tôi thì tôi nghĩ là chắc có chả có ông nào trốn đâu. Thì nhà tôi đang xây nhà, ở đây thì rất là đông người. Tôi nghe tiếng bác Ngọt đang phân tích ở đây rồi các bạn ơi. Khả năng tôi oảng là rất cao các bạn. Thế này không biết là có ông nào trốn không. Thôi tôi cứ phải tìm cho nó chắc ăn này các bạn. Trốn tìm ở dưới nước mà hôm nay thì không thể nào thoát được. Đấy, bây giờ thời gian mới trôi hết có 5 phút đầu tiên thì cứ thoải mái đi. Đó, ở đây thì không có người đâu các bạn ơi. Hy vọng là ở đây là may ra có ông nào trốn. Nhưng mà ở đây thì là chỗ nhà tôi thì chỗ nào có cái bậc hè thì tôi biết hết các bạn. Ông nào trốn đây là... Ôi các bạn ơi. Các bạn ơi, ông nào lại trốn tìm lại để dép vào thùng rơm này. Tôi tồn tại đấy nhỉ. Ôi các bạn ơi, khả năng ở đây là có người rồi các bạn ơi. Xem đây có không nhá. Ôi các bạn ơi, tôi thấy ông nào đang trồng chanh ở trên cái thuyền này rồi. Ờ xem nào, hình như có người thật đấy. Các bạn ơi, đây có người thật đó. Các bạn ơi, có người thật, đó là Phương Ngô Côn bị bắt đầu tiên nhá. Khó các bạn ơi, thử thách này khó. Phải chơi phải ngụp cái nước chứ đây, động người khơi khơi đây làm gì để bắt được các đấy bạn. Đấy gọi là thử thách nhá, thử thách là trốn tìm ở trên mặt nước nó khó. Ví dụ bây giờ mà ngụp dưới mặt nước thì nó cũng khó thật, rất là khó cho người đi tìm. Nhưng mà Côn thấy, Côn thế này cũng biết chèo thuyền à? Ô, thợ. Ờ, các bạn ơi, đây là Côn đã bị bắt ở phút thứ 8 nhá. Thì bây giờ tôi sẽ lại tiếp tục đi tìm người tiếp theo nhá. Ủa,
May quá. Rồi, cố gắng, cố gắng. Chơi trốn tìm thì tôi sợ rắn. Thế chơi kiểu như này thì nằm ở trên mặt nước này thì tôi chỉ sợ đỉa nó chui vào vào đít, thế là nó cắn ống của tôi nha các bạn nhá. Chui vào ống thì hỏng hẳn ấy. Các bạn ơi, như vậy là 8 phút đầu tiên thì tôi bắt được Phương Hữu Côn các bạn nhá. Đấy, một người rất là sừng sỏ thì hôm nay đã bị bắt đầu tiên. Thì tiếp tục bây giờ tôi sẽ sang khu vực xóm 2 này để xem là có ông nào trốn ở khu vực xóm 2 hay không. Các bạn ơi, tôi chỉ cần ngồi dưới ao này thôi nhá. Vẫn đúng luật. Mấy ông kia không biết đi trốn đâu, chắc tổ tè không biết trốn đâu đâu các bạn ạ. Các bạn đây, thì khu vực xóm 2 thì nó cũng có vài cái ao thôi. Thì thật sự là trốn tìm trên mặt nước này nó cũng rất là dễ các bạn. Thế đứng từ đầu này có thể nhìn được hết sang bên kia. Chỉ sợ là người chơi ngồi ở trên cái cây nào hoặc là nằm ở trên cây nào. Thì trốn tìm ở trên mặt nước và trốn tìm ở dưới nước nó khác nhau hoàn toàn các bạn nhá. Nếu mà trốn tìm ở trên mặt nước thì phải tất cả các cơ thể, tất cả các bộ phận ở trên cơ thể phải ở trên mặt nước và chỉ được chạm nước thôi, chứ không được nhảy hẳn xuống nước. Nhảy hẳn xuống nước là trốn tìm ở dưới nước ạ. Thì hôm nay tôi tâm sự với các bạn lần này lần cuối cùng các bạn nhé. Là cái thằng Vinh ấy, thật chứ thằng ấy nó không biết làm sao. Sáng nó lại dỗi, nó không quay nữa anh em nữa. Tôi chả hiểu vì sao, thật chứ cái thằng này thật. Phải tôi thì thật chứ, là anh thật chứ. Tôi không đánh nó không được, nhưng mà cũng không đánh được. Vì mình đánh nó kiện mình chết, mình không có tiền mà đền. Thật chứ. Từ bây giờ là Vinh ra khỏi kem nhé các bạn nhé. Không bao giờ có mặt Vinh trên video của Băng Ngọt nữa. Thì luật chơi ngày hôm nay là mọi người có thể cách xa đường là 5m nhé, thoải mái các bạn. Hôm nay thì cho cách xa đường 5m các bạn. Đây, nó có thể ra tận cái đoạn kia được. Đấy, thì là ví dụ như cái chỗ này thì ông nào mà ra được cái đoạn kia thì lấy bèo chùm lên người. Đấy, nhưng mà người thì phải ở trên mặt nước, không được nhảy xuống hẳn xuống nước. Đấy, cũng khó, thật sự là quá là khó luôn. Không biết là ông nào hôm nay thoát không. Ông nào hôm nay mà thoát được thì mới gọi là vua trốn tìm. Ở bên này thì cũng rất là tùm nhá các bạn nhá. Nhưng mà tôi nghĩ đây chắc là chỗ này thì bẩn thỉu này thì tôi nghĩ là không ông nào dám trốn đâu. Đây thì không có à. Thì hôm nay trốn tìm như này thì Vinh nó không quay cùng anh em nữa rồi các bạn ạ. Vinh nó định đi phụ hồ rồi các bạn ạ. Thì từ giờ là anh em không quay cùng với Vinh nữa nha các bạn nhá. Thì tôi may quá thì tôi đỡ phải canh vợ tôi, chứ Vinh mà đi quay lúc nào tôi cũng phải lơm lớp lo sợ các bạn ạ. Và tiếp tục vào đến đây có một cái ao nhé các bạn nhá. Đấy, cái ao này thì có một cái chỗ khu cây khoai nước các bạn ạ. Đấy, nhưng mà cũng rất là bẩn luôn. Đây thì trong này thì không có người rồi. Đây, có người đây thì tôi xích ngay. Đấy các bạn, đầu này cũng không có nhá. Trốn tìm ở trên mặt nước này thì cũng rất là khó đi, khó trốn các bạn. Thật sự là không ông nào trốn được ở đây. Đấy, thì đây không có rồi. À các bạn này, tôi nhìn thấy mấy cái ổi ngon thế ạ. À, tôi làm quả, ngon chưa? Nghe ngon hết. Còn nói về phòng thì tôi khả năng các bạn ơi, phòng em đi về đi em ạ, khả năng em bị bắt đầu là cao lắm. Em có dám chui giúp cái gì đâu. Khả năng nằm trên mặt nước như tôi không dám thì phòng em bị bắt đầu rồi phòng ạ. Các bạn tiếp tục là khu vực xóm 2 nó còn cái đường ở sát bờ ruộng này các bạn đây. Đấy. À. Đây, hôm nay ở đây thì người ta lại đang máy nước cơ. Đấy, máy nước thì cũng rất là thích hợp cho mấy người đi trốn nhá. Từ tôi thử tìm ở trên này xem có ông nào trốn không. Thì tôi hy vọng là sẽ có các bạn nhá. Thời gian trôi nhanh hết rồi các bạn. Vèo một cái đã trôi hết 14 phút rồi mà vẫn chưa bắt được thêm được người nữa. Cũng rất là khó. Đấy, ở đây thì cả đây rất là tùm. À, giờ tôi sẽ dừng xuống đây tôi tìm nhá. Bạn này thì cây cối nó nhiều kinh khủng luôn các bạn ơi. À, tìm cái này thì cũng rất là đơn giản các bạn. Tôi chỉ cần đi sang bên này. Đấy, các bạn nhìn một dọc đây này. Đấy, một dọc kia là nhìn thấy gần hết luôn này. Anh Côn thì bẩn thật nhưng được cái vòi to các bạn ạ. Anh Côn này, anh vòi to thì anh đi trốn tìm ở dưới nước này anh cẩn thận nhá. Đỉa nó mà chui vào vòi thì về anh tịt đẻ. Bây giờ đang chuẩn bị sắp đủ đội bóng rồi mà tịt đẻ thì thôi. Các bạn ở khu này nó là cái đập nước các bạn. Đập nước người ta đang máy nhá. Tiếng thì cũng rất là ồn. À, chỗ này thì cũng rất là tùm và có cả mấy cái bụi rậm này. Tôi bây giờ tôi phải xuống đây tôi tìm các bạn. Các bạn ơi, tôi nghe thấy tiếng anh Ngoạch đang phân tích ở gần đây rồi. Mong sao là anh không để ý ở đây nhá. Đập nước của tôi là để máy chảy vào ruộng đấy các bạn ơi.
trong cái khu này nó cũng rất là ung tùm như này thì không biết là có ông nào trốn không. Hy vọng là sẽ có. Ôi các bạn ơi, rồi bắt sóng em tới tàu tè đấy các bạn nhá. Tới mày trốn đây thì sao tàu tè thế em? Em nghĩ là anh không nghĩ là ai trốn ở đây được đâu. Ở trên mặt nước thì ở chỗ này bờ này hợp lý quá, cũng rất là hợp lý các bạn nhá. Thì là tới trốn ở trên cái tường này. Vừa nãy côn thì trốn ở trên thuyền cũng rất là khó tìm, nhưng mà tôi đã bảo rồi, ngày hôm nay tôi sẽ chiến thắng, tôi bắt được hết đấy gần. Rồi các bạn xem nào, tới thì bắt ở phút thứ bao nhiêu? Rồi các bạn ơi, phút thứ 16 rồi. Thì bây giờ tôi sẽ còn hai người nữa, đó là em Phương Quốc Phòng và em Tâm. Giờ tôi sẽ đi tìm tiếp nhé các bạn nhá. Các bạn ơi, trong team này chắc trốn tìm tôi là người mạnh nhất nhá. Mấy ông kia vào chỉ để nót đường cho tôi thôi nhá. Các bạn, như vậy là thời gian đã trôi hết 16 phút rồi. Thì bây giờ tôi sẽ còn 14 phút nữa để đi tìm hai người còn lại, đó là em Phòng và em Tâm. Thì bây giờ tôi đang ở xóm 3 các bạn nhá. Thì xóm 3 này mới gọi là nhiều nơi trốn này. Ông nào mà trốn ở cái xóm 3 này là lợi thế nhất các bạn ạ. Rất nhiều chỗ trốn các bạn nhá. Nhưng ngày hôm nay thì lại trốn tìm trên mặt nước thì cũng hơi khó cho người đi trốn các bạn. Ở đây thì có cái ao này thì không thể là trốn được rồi các bạn nhá. Đấy, ao trốn thì phải cách mặt đường khoảng tầm 5 mét thôi. Ông nào mà trốn xa quá thì bị phạm quy. Ao này thì trốn cũng rất là xa đấy. Ao này phải tầm chục mét rồi. Thì đây không có, tôi sẽ tiếp tục di chuyển sang vị trí khác các bạn nhé. Thì thử thách ngày hôm nay là trốn tìm ở trên mặt nước tôi nghĩ là rất là khó các bạn ơi. Vì có ao này, ngòi này, mương này, chỗ nào cũng có rất nhiều nước các bạn ạ. Mà mấy căn bản là trời hôm qua hôm kia nó mưa một trận to. Lên cật khéo đứng ở sân bóng cũng có nước. Nhiều khi bác ngoặt mà không để ý làm sao, không thể bắt hết được bọn tôi thật. Hôm nay thật chứ bác ngoặt thật ý. Đếm đi. Coi tiếp tục sang khu vực này các bạn nhá. Thì là thử thách ngày hôm nay thì tôi chỉ tìm ở dưới ao thôi. Cũng rất là đơn giản các bạn. Bởi vì là người chơi thì không thể nào mà nhảy hẳn được xuống ao được. Nói chung là chỉ ngồi trên một cái vị trí nào đó, hoặc ngồi trên cầu ao, hoặc ngồi trên một cái tấm gỗ, hoặc sàn gỗ, hoặc trèo lên thuyền, kiểu như côn vừa nãy các bạn. Đấy. Thì đoạn này là xem nào, có ông nào giúp không. Ao này nhìn thoáng lắm các bạn. Thực sự là 30 phút thì tối tôi thử thách ngày hôm nay đơn giản các bạn. Bắt hết. Đây không có này. Đây không có này các bạn nhá. Trốn tìm ở trên mặt nước cũng khá là hay các bạn này. Thì các bạn mà yêu thích thì muốn anh em chúng tôi chơi trốn tìm ở đâu hay trốn tìm như nào thì các bạn cứ comment nhá, để anh em chúng tôi sẽ thực hiện. Hôm nay mà tôi ăn được giải thưởng 1 triệu của anh Ngọt nhá, tôi sẽ dùng 500 để làm vào tài xỉu. Biết đâu lại ăn không 1 triệu. Còn 500 nữa tôi sẽ làm 2 con nô nhá. Nhưng mà đấy chỉ là suy nghĩ của mấy thằng đối bại thôi. Còn tôi này chóng ăn Bác Hồ, tôi sẽ dùng 1 triệu để mua đồ dùng học tập nhá. Rồi các bạn tiếp tục đến cái vị trí này các bạn nhá. Thì đây là một cái nơi ở gần sân bóng các bạn. Khu vực xóm 3 thì này, nó có một cái sân bóng ở xung quanh. Đấy, thì tôi cũng phải tiếp tục ra đây tìm. Ui, nước mấy hôm nay kiểu như là nó mưa ấy, nó cũng rất là đẫy nhá. Ở đây thì nhìn phát là không có à các bạn. Đấy, không thể nào trốn được nhá. Không biết ở bên này thì có ông nào trốn không. Đây thì cũng không có. Nhìn đây trốn phát là lộ ngay các bạn. Thế này thì tôi không hiểu là bây giờ là mọi người trốn thì trốn đâu để thoát được. Hồi thì mấy hôm nay là mấy ông này không có cửa nào nếu mà chơi cái kèo này các bạn. Hôm nay tôi sẽ xích hết luôn. Thời gian thì còn cũng rất là nhiều nữa các bạn nhá. Ngồi sát đây các bạn ơi. Không biết là con cá đỉa hay là con cá sấu nào nó cắn vào đít thì chết các bạn ạ. Tôi thấy cái ghê thật. Mà chỗ này nước bẩn lắm các bạn. Nếu mà con rắn nào nó cắn vào thì nhảy xuống thì hơi bẩn. Nhưng mà thôi, vì 1 triệu tôi sẽ cố gắng ngồi ở đây cho đến cuối con đường nhé. Tìm cái xóm 3 này nó nhiều ao, nhiều rạch nước cũng khó phết các bạn. Chưa tìm thấy các bạn. Ở đây thì ở gần cổng chùa nhé. Cổng chùa nó có một cái bờ tường này các bạn ơi. Đấy, bờ tường đây thì không có à. Ông nào có thể bám vào tường và đứng trên mặt nước này thì là cũng là đúng quy định nhá. Ở đây thì không có à. Cái này mấy ông này trốn khó tìm ghê nhỉ. Nhưng không sao các bạn ơi, thời gian vẫn còn dài, tôi sẽ phải bắt được hết mọi người. Còn riêng về ao thì tôi ngụp dưới ao phải được tầm 2 tiếng. Nhưng mà đấy chỉ là thời trước thôi. Còn giờ tôi yếu rồi, giờ chỉ ngụp được tầm 4-5 phút thôi nhá. Cả này thì là khu vực xóm 3 này nó cũng có cái khu vực vườn chuối này các bạn nhá. Và hai bên nó là hai cái rạch nước này đấy. Thì ở đây thì không biết có ông nào trốn không. Nhưng tôi nghĩ ở đây là một địa điểm cũng rất là thuận lợi nhá các bạn nhá, để trốn ở trên mặt nước.
không biết là có ông nào không thì tôi cũng phải dừng xe xuống cho tôi tìm để tôi xích cho nó không chạy được ạ. Đấy gọi đây, ở dưới đây có nước à. Ông nào trốn tìm ở trên mặt nước. Đấy, thì trốn tìm trên mặt nước nó khác với cả trốn tìm ở dưới nước khác nhé các bạn nhá. Đấy thì các bạn xem thì các bạn sẽ hiểu thôi. Xem ông nào phạm quy hay là ông nào không trốn được không. Ở đây thì không có các bạn. Cách 5 mét thì ở đây mà ra cái bờ sông kia là phải tầm hơn chục mét rồi. Đấy, thì qua cái đoạn bờ tường này là hết khu vực xóm 3 nhá. Đấy, thì đây nó ra đồng rồi. Thì ông nào mà trốn tận ngoài kia thì sẽ bị phạm quy. Tôi lại tâm sự với bạn nhé. Thì bây giờ này, anh em của tôi Vinh chuẩn bị đi rồi. Chuẩn bị anh em tôi lại đón anh Hiếu tổ tề về như bạn nhé. Các bạn sẽ đón chờ những clip tiếp theo như bạn nhé. Thật chứ anh Hiếu về thay thế khoảng trống của Vinh ngay. Các bạn tiếp tục đến cái khu này nha các bạn nhé. Thì khu này là cũng có một cái ao nhé các bạn nhé. Ui. Các bạn ơi, nhìn từ xa thấy xanh đét rồi các bạn ơi. Tôi thấy ông nào hình như đây là em Tâm rồi các bạn ơi. Ôi ơi các bạn ơi, Tâm ơi, anh thấy em xanh đét từ xa em ạ. Sao em trốn tổ thế? Sao tôi trốn kỹ này mà anh Ngọt vẫn tìm thấy tôi nhỉ? Em ơi, cả như mày rúc vào trong cái bụi kia thì anh khó tìm, nhưng mà rúc vào chỗ này dễ quá em ạ. Anh ơi, chui vào đây rắn nó cắn đấy, cắn mất trí đấy. Ôi các bạn ơi, để xem thời gian nào. Ôi các bạn ơi, thời gian hết 23 phút rồi. Thì là tôi đã bắt được thêm em Tâm nhá. Tâm ơi, mày thấy thử thách này thế nào? Dễ không em? Thử thách này khó đấy. Rồi thì các bạn ơi, giờ tôi sẽ tiếp tục đi tìm người cuối cùng nhé các bạn nhé. Tôi lại tâm sự với anh Côn nhé. Thật chứ clip nào ông gánh làm vua trốn tìm. Vua cái gì? Dạo này toàn bắt đầu vua cái gì? Vua trốn tìm phải là tôi này các bạn ơi. Thật chứ hôm nay tôi không nhất, tôi không làm người luôn. Thôi các bạn ơi, như vậy là tôi đã bắt được 3 người nhá. Thì bây giờ là còn 7 phút nữa thì thật sự thời gian cũng còn khá là nhiều. Thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục tìm ở khu vực xóm 4 này để bắt lốt bạn Phương Hữu Phòng với các bạn nhá. Thì Phòng ơi, mày đang ở đâu? Thò đầu ra để tao xích. Ngồi ở cái cầu này tôi nhìn ra lối bên này có cái đống gạch các bạn ơi. Thật chứ tí bác Ngọt mà đi đầu từ đầu kia tôi nghe tiếng là tôi lấp vào đây thật. Lấp xong mấy cái lá rong rồi thật chứ. Bác Ngọt ơi, về ngủ đi, không tìm được cháu đâu. Cả thì khu vực xóm 4 này thì có cái rạch nước này cũng rất là nhiều nước ạ. Đấy, thì ở đây nó có thêm một cái rạch nước này, đường rạch nước này rất là nhiều. Thì hy vọng là tôi sẽ xích được lốt thằng Phòng nhá. Nhưng thằng Phòng tư duy của nó cũng rất là tốt nhá các bạn nhá. Thì chả biết là nó trốn ở đâu, không đọc được suy nghĩ của thằng Phòng ạ. Ở đây thì rất là thoáng rồi. Thế này thì trốn thì bị bắt hết. Ôi các bạn ơi, may cho tôi chưa. Ở đây cái mương nước này là người ta mới dọn dẹp lại này, cũng rất là thoáng. Thì đây tôi nghĩ là chắc là không có ông nào trốn được đâu. Trốn phát là bị xích ngay. Đó. Thì tiếp tục là tôi sẽ di chuyển sang vị trí khác thôi. Các bạn ơi, để nói chuyện với Vinh các bạn ơi. Tới hôm nay được nghe thấy cái tới cười cứ khà khà các bạn ạ. Giờ là đi quay trốn tìm không phải lo về nhà nữa các bạn ạ. Vì nếu mà đi trốn tìm mà có thằng Vinh thì no ngay ngáy, thằng Vinh nó luẩn vào nhà là chết ý, thật sướng nhất tới. Các bạn tiếp tục là vị trí này nhé các bạn nhá. Thì ở đây là có cái con đường dẫn ra cái nơi rất là nhiều cây cối này, rất là nhiều bụi rậm. Rồi xem ở đây là có ông nào giúp vào đây không. Không có nhé các bạn nhá. Hy vọng đầu này có. Phòng ơi, Phòng ra đi để ta xích các bạn. Phòng thì nó tư duy cũng rất là tốt nữa. Đấy, nhưng mà đấy là gặp bọn tới với bọn Côn thôi. Gặp tôi thì khả năng là Phòng ơi, mày là hôm nay mày sẽ bị oẳng rồi. Ở đây thì đấy các bạn này, nếu như Phòng mà nó đứng ở trên được cái cống này nó trốn thì là cũng vẫn là thoát, vẫn là đúng quy định, nhưng mà rất là dễ bị bắt nhá. Đây thì cũng chả có. Phòng này trốn thế nào mạnh thế nhỉ? Tôi lại tâm sự với bạn nhé. Thì bây giờ này, anh em của tôi Vinh chuẩn bị đi rồi. Chuẩn bị anh em tôi lại đón anh Hiếu tổ tề về nhé các bạn nhé. Các bạn sẽ đón chờ những clip tiếp theo nhé các bạn nhé. Thật chứ anh Hiếu về thay thế khoảng trống của Vinh ngay. Ok chưa? À, các bạn ơi, thì còn nốt cái quãng đường này nhé các bạn nhé. Thì quãng đường này cũng rất là dài và cũng có rất là nhiều chỗ trốn các bạn nhé. Thì thời gian bây giờ còn 2 phút nữa. Bọn này tôi phải tìm kỹ một tí các bạn. Các bạn ơi, tôi nghe tiếng các bạn đang phân tích nhỉ. Tôi cũng ở đây tôi trốn đi các bạn ơi. Đấy, Phòng này nó tư duy nó cũng rất là tốt rồi các bạn nhá. Nhưng mà gặp tôi thì tắt hết các bạn ơi. Xem đây có không. Ui dồi ôi, chỗ này cũng rất là nhiều chỗ trốn hợp lý này. Có thể ngồi lên cái cây này là trốn cũng ok đấy các bạn ơi. Ở đây là có chuồng vịt. Đấy, ở đây là nuôi rất là nhiều vịt. Không biết là Phòng nó có chơi thân với mấy con vịt không.
Đây thì không có. Trên này là có ai không? Ở đây thì nó có rất là nhiều sen các bạn nhá. Sen thì chỗ này thì Phòng ơi. Ôi các bạn ơi, người tiếp theo bắt là Phòng nhá. Ui, thời gian vẫn còn hơn 1 phút nữa. Các bạn ơi, mày thế. Tôi trốn kỹ thế này mà bác Hoàn vẫn tìm ra đúng không các bạn? Bác Hoàn giỏi thật. Ôi các bạn ơi, vua tìm thật. Phòng mày cũng đẳng cấp đấy, mày trốn tận vào cái khu này. Trời, ăn rồi. Đấy. Các bạn ơi, đầu tôi thật chứ mấy đầu thằng kia tính cách. Thôi Phòng ơi, phép thế thôi em ơi. Thì là thời gian bây giờ vẫn còn, thì là tôi đã bắt được hết rồi. Như vậy là thử thách ngày hôm nay thì cũng thật sự cũng rất là khó nhá. Không có ai là người chiến thắng. Và các bạn, như vậy là thử thách trốn tìm ở trên mặt nước ngày hôm nay thì thực sự cũng rất là khó. Thì không có ai là người chiến thắng nhá. Thì là chúng ta sẽ đến với cảm nhận của từng người một là xem hôm nay thử thách như nào. Thử thách lại khó, ai mà thắng được. Độc ở trên mặt nước, độc nhìn đi qua lướt quá là thấy, làm sao mà thắng được. Bác làm sao ra cái nào nó dễ dễ tí, còn cháu còn ăn giải thưởng chứ, chứ không thì chán lắm. Công nhận cái thử thách này của anh Ngọt nó khó lắm các bạn ạ. Không dễ ăn tiền đâu. Anh Ngọt đây, anh có thử thách nào chìm hẳn dưới nước không? Rồi. Nổi trên mặt nước này. Ok. Các bạn ơi, như vậy đây là một thử thách cũng rất là vui và thú vị. Thì nếu mà thì video này hay thì đã ký kênh, like, chia sẻ. Và muốn anh chúng tôi trốn tìm đâu hay trốn tìm như nào hãy comment nhá. Một lần cảm ơn tất cả bạn đã xem video. Xin chào.